Chào mừng các bạn quay trở lại với Top Sao Hoa và ngay sau đây hãy cùng chúng mình điểm qua những tin tức có trong ngày. Hóa thân thành những tướng quân uy vũ trên chiến trường, mỗi mỹ nhân hoa ngữ lại mang đến cho khán giả những cảm xúc khác nhau bằng nhan sắc và khí chất của mình. Tống Thiến cũng từng khiến khán giả bất ngờ với tạo hình tướng quân trong Thượng Cổ Tình Ca. Dù nội dung và chất lượng phim bị đánh giá rất thấp và khiến khán giả thất vọng, nhưng nhan sắc của Tống Thiến trong phim lại được đánh giá rất cao, đặc biệt là trong bộ giáp bạc này. Dù chỉ vào vai phụ trong bộ phim cổ trang Túy Linh Lung, nhưng Hoàng Mộng Oánh vẫn để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả với vai công chúa Đóa Hà. Hình ảnh cô hóa thân thành nữ tướng kiên cường cá tính đã đốn tim rất nhiều người. Trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Dương Mịch đã hóa thân thành rất nhiều thân phận bao gồm Tư Âm, đệ tử của Mặc Uyên Thượng Thần. Trong trận chiến với Rực Giới, Dương Mịch cũng hóa thân thành nữ tướng với bộ giáp bạc. Chỉ tiếc vì kiểu tóc xin nhan sắc nên cảnh quay này của Tư Âm không để lại nhiều ấn tượng bằng nhân vật Bạch Thiển. Nhắc đến những nữ tướng quân ấn tượng nhất trên màn ảnh hoa ngữ thì không thể thiếu Lưu Đào với vai quận chúa Nghi Hoàng trong Lang Gia Bảng. Ngay khi xuất hiện với bộ giáp uy nghiêm, oai hùng cùng ánh mắt sắc bén mạnh mẽ, Lưu Đào đã khiến nhiều cô gái rung động vì quá soái. Triệu Lệ Dĩnh cũng từng có màn lột xác đầy ấn tượng với vai Sở Kiều trong Sở Kiều Truyện. Hóa thân thành một thiếu nữ lạnh lùng và gai góc, Triệu Lệ Dĩnh đã mang đến cho khán giả hình ảnh một nữ tướng mạnh mẽ, gan dạ và quyết đoán với ánh mắt sắc bén cùng khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc. Trong phần Tuyệt Ái Chi Thành của Hoa Tư Dẫn, Tưởng Hân đã lấn áp bạn diễn nam để trở thành nhân vật được khán giả chú ý nhất. Hình ảnh Tưởng Hân hóa thân thành nữ tướng Tống Ngưng với nhan sắc yêu kiều cùng sự si tình hy sinh không cần trả ơn, khiến trái tim khán giả phải rung động và rơi lệ cùng nhân vật của mình. Mã Tư Thuần từng được kỳ vọng rất cao khi nhận lời vào vai Diệp Chiêu trong Tướng Quân Ở Trên Ta Ở Dưới. Nhân vật Diệp Chiêu là nữ đại tướng quân của Đại Tống rất nam tính mạnh mẽ và giỏi đánh trận. Dù phim không thành công nhưng hình tượng nữ tướng quân của Mã Tư Thuần vẫn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả. Dù chỉ vào vai khách mời Mông Thiền Tuyết trong Lang Gia Bảng 2 nhưng Đồng Lệ Á vẫn khiến khán giả phải suýt xoa vì quá xuất sắc. Nhân vật Mông Thiền Tuyết là vợ của Trường Lâm Thế Tử và xuất thân từ gia tộc võ tướng. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp yêu kiều là thế nhưng khi lên chiến trường cùng chồng, Mông Thiền Tuyết lại hóa thân thành nữ tướng oai hùng và mạnh mẽ. Bộ phim Cẩm Tú Vĩ Ương của Đường Yên cũng được đánh giá là một trong những tác phẩm truyền hình thành công nhất trong sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên. Nhân vật Lý Vĩ Ương của Đường Yên trong phim là cô gái tài hoa và xinh đẹp. Ngay cả khi mặc chiến bào hóa thân thành nữ tướng quân, Lý Vĩ Ương cũng dễ dàng chinh phục được khán giả. Và thưa bạn thì mỹ nhân nào có khí chất tốt nhất khi hóa thân với vai tướng quân? Hãy để lại bình luận bên dưới comment nhé. Và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.